lộn luôn, đầu cắt mỏ đấy. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Thì là những ai theo dõi Phạm Tuấn thì đều biết là mình đang có một cô người yêu tên là Trinh Thỏ đúng không? Đấy. Là những ai theo dõi lâu rồi là cũng biết khoảng thời gian mình với Trinh Thỏ đến với nhau thì là đến ngày hôm nay là được vừa tròn kỷ niệm 25 với nhau nha. Chúng ta cũng nhìn nhằng anh em ạ. Thế nào mình lại bắt sóng vừa tận An Giang. An Giang là tận tận bên trong miền Nam anh em, miền trong à. Còn mình ở tận ngoài Bắc là mình phải bắt sóng ở tận đấy. Thế nào liên duyên anh em ạ. Thì là hôm nay là ngày mãi lột luôn, đầu cắt mỏ. Mình và Trinh quyết định đi ra ngoài Hà Nội để chụp ảnh kỷ niệm 25. Thì là anh mình bắt đầu đi ra ngoài anh em nhé. Và đặc biệt là mình sẽ có một món quà cực kỳ đặc biệt dành cho Trinh anh em nhé. Cực kỳ đặc biệt luôn anh em ạ. Calm before the storm, things aren't as they were before. Your best start rising. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Vấn đề kỷ niệm 25 anh em ạ. Thì là ngày hôm nay là một ngày cách xa ngày hôm đấy rồi. Bởi vì cái món quà của mình làm cho Trinh á, nó mất rất là mất thời gian luôn anh em ạ. Cực kỳ mất thời gian luôn. Và đến thời điểm hôm nay nó bắt đầu giờ gần xong em nhá, nó chưa xong. Đấy. Đây cho anh em xem. Kỷ niệm 25 là 3565 cộng 365 565 cộng 365 565 cộng 365 là 730 đúng không? Đây, thì bây giờ đã được 744 rồi anh em ạ. Thì là được 14 ngày rồi. Là 14 ngày Trinh chưa nhận được quà gì cả. Tính là ảnh thì xong hết rồi anh em nhé. Ảnh thì mình vừa đã cho anh em xem hết rồi anh em ạ. Đấy. Là món quà của Trinh đang tới. Nào tí nữa mình có nên tiết lộ luôn hay là mình tiết lộ luôn không nhỉ? Hay là mình tí để món quà đến thì mình tiết lộ anh em nhỉ? Hay thôi để cho bất ngờ anh em nhé. Để cho bất ngờ thì tí nữa mình tiết lộ anh em ạ. Món quà nó cũng chẳng có gì, chỉ là món quà bình thường thôi. Nó cũng mang tính chất kỷ niệm thôi. Vật chất nó chỉ là những thứ mà mình làm ra được. Quan trọng là những vật hữu hình, thứ hữu hình đúng không anh em?
cho mình xin nhắc quảng cáo một tí anh em nhé. Bạn nào mà cần mua like, mua theo dõi thì hãy truy cập vào website của mình là phạmtuấn.club anh em nhé. Về anh em, mình là mấy giờ rồi nhỉ? 6 giờ rồi anh em ạ. 6 giờ rồi thì khoảng độ lửa tiếng nó mới tới anh em ạ. Thì là món quà, nói chung là món quà này anh thực sự là ý nghĩa, cực kỳ ý nghĩa luôn. Và mình và món quà lại phải làm anh em nhé. Tức là nó là một cái thứ mà mình phải làm mất tận 14 ngày anh em ạ. Làm đúng cái theo màu của Trinh thích, toàn bộ nó hiến luôn anh em ạ. Cho nên là ok anh em nhé, anh em cứ tin tưởng về độ ga lăng của mình anh em ạ. Không phải lo à. Ok anh em, thì là đã đến hồi kết, món quà của mình đã về đến rồi anh em ạ. Món quà này là một món quà cực kỳ đặc biệt, là một món quà mà mình phải vất vả lắm mới có được đến thời điểm này. Là mình xác định Trinh là người con gái của cuộc đời mình. Mình đã làm xong hết tất cả rồi, mình đã sửa đổi tất cả cho phù hợp với cả con gái rồi. Mọi người cùng xem là quà gì anh em nhé. Đây. Đây, nếu mà mọi người không nhầm thì đây chính là chiếc BMW 420i của mình anh em ạ. BMW cũng trần, thiết kế một cách rất là trẻ trung luôn, như là cái này mình làm cho Trinh, bởi vì Trinh thích màu hồng mà anh em. Sơn hết sạch thành màu hồng anh em ạ. Bây giờ mình và mọi người cùng vào xem nội thất anh em nhé. Mình đã làm tất cả nội thất đến phù hợp cực kỳ luôn anh em ạ. Đấy anh em, đây chính là nội thất của chiếc xe mà bây giờ mình gọi là chiếc xe BMW của Trinh Thỏ anh em ạ. Mình đã mất quyền sở hữu rồi. Đây, mình đã mua tất cả những cái đồ trang trí phù hợp với con gái anh em ạ. Đây, trang trí sạch rồi đây. Quà các thứ là cho anh em xem, bỏ nước hoa các thứ là tất cả mọi thứ đã thay đổi hết, từ tất cả ghế đến vô lăng thì là có cả gối này, có chữ T ở đây anh em. Đấy. Bây giờ chuyển thành màu hồng nữa thì mình đi gì nữa đúng không anh em, chỉ đã thành màu hồng rồi thì coi như là mình mất quyền sở hữu rồi, nhưng mà vẫn là của mình mà, cho nên mình thì mình vẫn mượn Trinh đi xe được anh em nhỉ. Đùa thôi, mình đang phấn đấu làm con khác đây anh em ạ. Là tất cả mọi thứ đã xong hết rồi. Là ngoài ra thì mình đã còn chuẩn bị một thứ này nữa anh em ạ. Thì đây là chìa khóa mình cũng thay cho Trinh luôn rồi. Đấy. Chiếc của mình là nhìn nó cool hơn, nhưng bây giờ thì nó đẳng cấp hơn. Ngoài ra là chuẩn bị thêm. Đây gọi là lễ trao xe lại anh em ạ. Lễ trao xe lại. Mình phải làm đàng hoàng đúng không anh em? Có người đàng hoàng phải làm đàng hoàng lại, nhưng chứ không phải là cho kiểu đấy. Đàng hoàng hết. Tất cả mọi thứ kẻ đăng ký phải làm lại hết mà anh em. Giờ khắc điểm nó đến, bây giờ mình có khi mình phải gọi Trinh anh em ạ. Thì là Trinh đang ở trên nhà, xe thì cũng vừa đến rồi. Mình đã thay quần áo xong hết rồi, nhưng giờ Trinh vẫn ở trên nhà. Thì có khi mình phải lên gọi Trinh anh em ạ. Và mình chôn một tí anh em ạ. Mình sẽ vào gọi Trinh anh em nhé. Bây giờ đại ca chuẩn bị cho tiểu đệ một món quà nhân ngày kỷ niệm 25 nhá. Quá xịn luôn đấy, không có lấy không? Quá. Đấy, từ từ. Cho tôi biết cô thấm không về nữa đâu. Quà đến. Ai lại biết rồi? Xe này là mình sẽ phấn đấu mua con xe khác anh em ạ. Là bây giờ mình sẽ trở về thành người đi xe máy chứ không phải người đi ô tô nữa anh em ạ. Nên là anh em gọi tôi là Tuấn BMW đấy nhá. Và xem quay cảm nghĩ của Trinh nhà anh em. Nào Trinh phát biểu chút cảm nghĩ đi nào. Đấy.
bất ngờ không nói gì. Bất ngờ quá không nói gì. Trinh năm nay cũng chỉ là có 19 tuổi thôi. 19 tuổi mà nắm trong tay chiếc xe này nó cũng gọi là sáng giá của những cô gái Việt Nam đấy anh em ạ. Đúng không anh em? 19 tuổi, 2001, đi BMW màu hồng này cũng là những cô gái mà đặc sắc của Việt Nam đúng không em? Là cảm thấy rất thành đấy. Và xem phát biểu cảm nghĩ của Trinh nào anh em. Gần đây đây, gần đây đây. Tặng luôn, tí làm đăng ký luôn. Qua rồi nhưng mà có biết vì sao mà phải đi sửa xe không? Thì chính là cái này đấy. Bởi vì là làm cái này mất tận 16 ngày không nhìn thấy xe đúng không? Tận 16 ngày thì hôm nay về đây. Thế là món quà. Ơi, nó nói thế. Ai đó để mất vui à đúng không anh em? Lá thành màu hồng anh em ạ. Lá thành màu hồng. Quả nội thất này cũng tốn kém phết đấy anh em ạ. Đi vào. Đẹp không em? Trời ơi. Đúng rồi. Xe sang đấy anh em ạ. Dạng là một xe sang đấy. Ok anh em. Thì mình sẽ cho Trinh thử lái một vòng xe mới của Trinh anh em nhé. Let's go baby. Trinh đang thi bằng lái anh em ạ. Đang thi rồi. Anh em bảo bụi em. Một cô gái sinh năm 2001 mà đi trên chiếc xe BMW tiền tỷ này. Được phết anh em nhỉ. Hơn mình rồi không? Mình phấn đấu về vì bây giờ tạm thời mình xe máy anh em ạ. Không phải đơn giản đâu anh em ạ. Đi ăn anh em ạ. Đấy. Bây giờ mình phải đi ăn, có khi là mình kết thúc clip ở đây thôi. Thì là clip này cũng là một dạng clip kỷ niệm anh em ạ. Bây giờ đang YouTube thì mình đăng thôi, thì mình cũng chẳng quan trọng nhiều view ít view anh em ạ. Đó là kỷ niệm anh em nhé.